Chỉ cần bạn sống với một trong 7 thói quen từ hôm nay, bạn sẽ nhận được kết quả ngay tức thì. Và đây cũng là một hành trình trọn đời, một lời hứa với cuộc sống. Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của tác giả Stephen Covey về một trong những cuốn sách được yêu thích nhất của ông, 7 thói quen hiệu quả. Đây là một tác phẩm đã từng được xuất bản với nhiều tên gọi khác. Tuy nhiên, 7 thói quen hiệu quả đã được giới thiệu một lần nữa với độc giả toàn cầu ở phiên bản nâng cấp hơn. Phiên bản này cập nhật thêm nhiều kiến thức điển hình về quản trị kinh doanh, quản trị cuộc đời, văn hóa hiệu quả đang dần lan tỏa khắp những công dân toàn cầu của xã hội 4.0 và trong đó có cả quản trị bản thân mình. Vậy đâu là chìa khóa để chúng ta đạt được những thành tựu trong cuộc sống từ việc thay đổi các thói quen? Mời quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá thông qua những chia sẻ của độc giả trẻ Lưu Quang Huy về cuốn sách thú vị này. Cuốn sách 7 thói quen hiệu quả của tác giả Stephen Covey là một cuốn sách mà mọi người nhìn thấy là rất là dày, đúng không ạ? Thì trong này có rất là nhiều thông tin, nhiều kiến thức mà bản thân mình khi đọc cuốn sách này những ngày đầu tiên mình nhận năm 2018 thì mình chưa thể hiểu hết được, bởi vì cuốn sách này là một cuốn sách dành cho những người kinh doanh. Thì bản thân mình lúc đó vẫn là một cậu thanh niên, đến bây giờ thì mình vẫn chưa đi sâu vào lĩnh vực kinh doanh thì mình vẫn chưa cảm nhận được hết 100% giá trị của cuốn sách này. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với mọi người vì đây là cuốn sách có rất là nhiều thông tin hữu ích về tư duy cá nhân, tư duy tập thể và cái khả năng tự rèn luyện bản thân mình, tự trau dồi tu dưỡng mình. Là một cuốn sách có rất là nhiều thông tin thú vị và rất là cần thiết với cả những người trẻ và những người đang làm kinh doanh. Đôi khi mình hiểu lãnh đạo là một cái công việc gì đấy nó đối với mọi người, lãnh đạo công ty, lãnh đạo đội nhóm, nhưng mà lãnh đạo bản thân mình mới là cái quan trọng nhất. Lãnh đạo mình để mình có thể có những mục tiêu, có những cái ước mơ và mình có thể nghiêm túc nỗ lực với cái mục tiêu ước mơ đó. Và một trong những cái nền tảng lãnh đạo bản thân mà mình học được giá trị nhất đó là một câu nói rất hay: mình là gốc rễ của mọi vấn đề. Giống như văn hóa Việt Nam thì tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình sẽ luôn là cái người mà để mình soi xét đầu tiên khi có bất cứ một vấn đề gì đó xảy ra. Và mình học được cách để tránh đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho một ai đó khác. Mình phải biết được bản thân mình đã đúng hay chưa đã. Bất cứ một vấn đề gì xảy ra, đó chính là cái tư duy mình học được đầu tiên. Điều thứ hai đó là hãy ưu tiên những điều quan trọng. Đấy là cái lý do mà mình cảm thấy là mình thay đổi bản thân rất là nhiều. Ngày trước thì cái gì mình cũng quan tâm, từ cảm xúc của mọi người, từ những vấn đề mà không cần thiết phải quan tâm mình cũng cố gắng tìm hiểu, cố gắng để khai thác, cố gắng để quan tâm, chia sẻ với mọi người mà đôi khi nó không cần thiết. Thì việc quan tâm quá nhiều những điều cần thiết đôi khi vô tình sẽ làm mình mất đi cái thời gian cho những điều quan trọng. Vì vậy mình cần phải biết là phân loại mối quan hệ này, phân loại những cái gì cần với bản thân mình, những gì nên làm, những gì không nên làm. Mình biết rằng là mối quan hệ nào mình nên gìn giữ, quan hệ nào là toxic, là độc hại với mình, quan hệ nào là mình cần phải nuôi dưỡng nó. Mình nhận được điều gì từ những mối quan hệ đó, mình cần cho đi điều gì. Đó là cái lý do mà mình muốn giới thiệu cuốn sách này với mọi người. Cuốn sách này phù hợp với tất cả mọi người, cả những người trẻ, vì trong này có những cái lãnh đạo bản thân mình để mình thay đổi tư duy. Từ tư duy sẽ thay đổi được hành động, thay đổi được tính cách, thay đổi được thói quen và thay đổi được cái bản năng bên trong con người của mình, sẽ giúp mình làm cho bản thân mình tốt hơn, làm cho cuộc đời này tốt hơn. Dành cho những người mà đang tìm kiếm những cái thói quen hiệu quả để mình có thể là tốt cho lĩnh vực kinh doanh, đang loay hoay không biết quản lý đội nhóm của mình như thế nào, làm sao để quản trị nhân sự, làm sao để đội nhóm của mình đi lên, hay là việc mà mình sẽ tự trau dồi, tu dưỡng chính bản thân mình theo một phương pháp rèn luyện rất mới mà Stephen Covey chia sẻ trong cuốn sách này.